Một chiếc đầu kéo hôm nay em sẽ đưa tới các bác này Giảm giá đúng 100k luôn Và các bác anh nhà mình sẽ không cần phải mất tiền mua xào ở cái video này nữa Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác anh nhà mình làm xào nhá Và một chiếc kéo xịn này các bác anh này Dây trắng dài 5-6 mét Đây các bác anh nhìn này Đây là em bị uh, mối sông đấy Hôm nay thì bác nào mua chiếc kéo này nhá Em làm bán 300 Em để cho các bác anh nhà mình 120.000 đồng Trên một chiếc đầu kéo bị mối sông đây các bác anh này Đấy và chiếc kéo này hữu ích của nó như thế nào thì các bác anh nhà mình hãy xem em tận cuối video nhé Đây con này em để cho các anh 120 nghìn đây Các anh nhìn chiếc đầu kéo xịn này em sẽ cắt luôn những cành to bằng cổ tay cho các bác xem Thì hiện tại là em có tầm độ 3-4 cái bị mối sông lạnh như thế này nhá Và với những chiếc đầu kéo ngày hôm nay như các bác nhìn bên trên kia Đây ạ à, các bác nhìn trên này nhá các bác anh nhá Hiện tại thì em đang có rất là nhiều loại Em đang có rất là nhiều loại Thì các bác anh nhà mình đang quan tâm tới mẫu nào Hôm nay với một chiếc đầu kéo này em báo giá ở đầu video nhé. Các bác anh nhà mình chỉ mua với tầm tầm phân khúc 130, 150, 190, 250 và 300. Bây giờ mình sẽ test thử trước cho các bác anh nhà mình xem lại nhé. Đấy chiếc kéo này khi các bác anh nhà mình mà dọn vườn mà đang muốn cắt tỉa những cành to. thì đây ạ, đây các bác nhìn nào, kho hàng nhà em đây. Rất nhiều đồ. Và với các bác anh nhà mình mà muốn test cành to nhé. Em sẽ cắt những cành to Em sẽ có hai loại đây Hôm nay với chiếc kéo này bị mối sông Em để cho các bác anh nhà mình có 120 nghìn thôi này Các bác cứ cắt cành to thoải mái như này cho em nhé Đấy, chỉ cần một cái xào Các bác muốn chế xào mấy mét Thì các bác anh nhà mình đây Bây giờ em sẽ mang về phía này cho các bác anh nhà mình xem nhé À em lấy tiếp một cái nữa, đây rất có nhiều sự lựa chọn để cho các bác anh nhà mình đấy các bác thấy không cực kỳ là dễ nhá. rồi quá là ok vừa nãy thì em đã cắt cái kéo đen và bây giờ để em test thử cái kéo sơn đỏ lưỡi đen này đây là một dòng kéo mới nhất của bên em và cũng đã đưa tới các bác anh nhà mình làm vườn trong ôi rồi ok ok cắt tiếp đi. đấy các bác anh nhìn nhá một cái góc hình rất chi là chân thực Ui quá là dã man luôn rồi bây giờ em sẽ xem cái cành vừa mới cắt nhé đấy các bác thấy không quá là chất luôn bây giờ em sẽ đi về phía kéo để cho các bác anh nhà mình xem anh mang vào đây cho xem chiếc kéo này một chiếc kéo mà các bác anh nhà mình xử lý cắt giữ cành trên cao đây ạ chiếc kéo này thì em cũng nói luôn với các bác anh nhá một dòng kéo mà các bác anh nhà mình dùng để rong cành thì cực kỳ là chất luôn loại giúp cho các bác anh nhà mình không cần phải thuê nhân công, không cần phải thuê nhân công uh, dòng cảnh nhá. đấy và với chiếc đầu kéo đây, đây là chiếc đầu kéo nhà em dùng cả chục năm rồi các bác anh ạ. hai chiếc thì em cũng đã vừa mới test thử hết để cho các bác anh nhà mình được xem rồi. và bây giờ em sẽ chi tiết về những cái đầu xào những chiếc kéo này để cho các bác anh nhà mình được xem nhá. đấy như trên này thì uh, những cái xào này là xào mới, trên này là những cái xào mới các bác anh ạ. Còn về những chiếc đầu kéo thì như đầu video em cũng sơ qua để cho các bác anh nhà mình được biết. Đấy và bây giờ thì em sẽ quay thật gần từng chiếc một nhá, như chiếc kéo kia thì hôm nay các bác sẽ được giảm giá cực kỳ là sâu luôn. Đấy dòng kéo cao cấp số 1 và cắt cánh to như em vừa mới test đây. Hiện tại ở video này thì em có bốn loại đầu kéo các bác anh ạ. Thì các bác anh nào mà không muốn mua xào nhá, mua cái xào này này. Thì các bác anh nhà mình chế một cái cây như này. Đấy cũng không cần phải là mua đâu. Các bác muốn chế nó cao bao nhiêu thì các bác tự chế. Còn với cái xào nhôm này thì nó sẽ công dụng hơn. Các bác anh nhà mình có thể sử dụng là để quét trần nhà, lau trần nhà bằng cái xào nhôm này. Và xào nhôm này em đưa tới các bác là xào nhôm đẹp nhất nhé. Quay gần về những mẫu kéo cho các bác anh nhà mình xem đây ạ. À, chiếc kéo này đây. Ở hiện tại hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác loại cao cấp của Japan. Loại cao cấp của Japan nhé. Đây các bác anh này. Đấy, giá của nó là 200.000 đồng trên một kéo. 200 000 đồng cho một kéo Còn nếu như các bác anh nhà mình mua loại 130 150 Em có hết nhá Đấy còn loại này thì em sẽ có cả loại 300 nữa Đấy là độc đầu thôi các bác anh nhá Độc đầu thôi Đấy còn em sẽ đi về cái phần xào Để cho các bác anh xem về ập. À, Sau các bác xem về bên này trước Đây ạ Ở chiếc đầu kéo này thì hôm nay tất cả các bác anh nhà mùi mình mua thì em sẽ giảm giá cho các bác anh nhà mình 100 nghìn một chiếc Bởi vì nó do sự cố Cái này nó là 300 nghìn các bác một chiếc các bác anh ạ như các bác nhìn này Đấy hôm đợt này em về thì em để hơi dính nước mưa Cho nên là cái ốc của nó hơi bị han như thế này Và em sẽ để cho các bác anh với giá là 200.000 đồng một đầu kéo nhé Em sẽ miễn phí ship tới tận nhà Cái đầu kéo ship này Cái đầu kéo của nó à, cái dây của nó dài tầm 5-6 mét Và cái lưỡi kéo của nó thì các bác vừa xem em cắt vừa lấy đấy. Cắt cành to đủ À và đặc biệt hơn nữa nhé Hôm nay nếu mà cái kéo này các bác mua một đầu không nó giá thế rồi em sẽ tặng cho các bác một cái lưỡi cưa. Em đã tặng cho các bác anh thêm một cái lưỡi cưa ở cái đầu kéo này. Đây này, Đọc cái lưỡi cưa này em đã bán 100 nghìn rồi Em tặng thêm cho các bác luôn Là 200k Đấy các bác anh nào mà muốn mua thêm cái đầu xào nhôm nữa nhá Thì kèm theo cùng một cái đầu xào nhôm 250 nghìn nữa Đấy còn về chiếc đầu kéo xịn thì đây ạ Chiếc đầu kéo xịn em sẽ lấy cái đầu kéo xịn này Cái đầu kéo này các bác anh này Đấy Nhiều bác uh, Đây là chiếc đầu kéo cao cấp nhá Chiếc kéo này các bác cắt cánh to hơn ở cổ tay còn thoải mái luôn Cái đầu kéo này thì giá của nó đang là 300 nghìn đồng Trên một đầu kéo các bác anh ạ Đấy, loại cao cấp số 1 nhé. Còn về cái này thì ở đầu video đấy em đã nói bị mối sông này. Em thanh lý cho các bác cái này là 120. 120 một cái này. Đấy thì trong tất cả dòng đầu kéo thì bên đại lý em cũng đã gửi cho các bác rất nhiều. Thì video này bác nào anh nào mà đang muốn mua nhớ liên hệ trực tiếp để em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình nhé. Và đừng quên follow và đăng ký kênh này để xem nó rất nhiều những cái sản phẩm hay. Cảm ơn các bác anh nhiều nhá.